Xin kính chào quý vị khán giả. Thu Hòa chào mừng quý vị đến với bản tin du học New World Education với chủ đề những lưu ý quan trọng về việc chuẩn bị hành lý khi đi du học tại nước ngoài. Chương trình được đăng tải trên trang web www.newworldedu.vn và kênh YouTube Du học New World Education. Thưa quý vị và các bạn, phụ huynh khi có kế hoạch cho con đi du học tại nước ngoài, hầu như đều muốn xây dựng một lộ trình hoàn hảo và đầy đủ nhất. Con là một tài sản quý và mọi việc chuẩn bị cho chuyến xuất ngoại phải đúng theo như kế hoạch. Việc sắp xếp hành trang cho con đến một đất nước xa lạ với nhiều điểm khác biệt về văn hóa cũng như là ngôn ngữ là việc rất quan trọng đối với mỗi du học sinh Việt Nam. Nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt sẽ giúp các bạn nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới và ổn định cuộc sống học tập tại mỗi quốc gia. Hôm nay, chúng tôi sẽ gợi ý giúp các bạn một số điểm quan trọng như sau. 1. Các kiện hành lý du học sinh cần chuẩn bị. 2. Các loại giấy tờ cần thiết cho việc xuất trình nhập cảnh và học tập. 3. Hướng dẫn cách chuẩn bị vật dụng thiết yếu khi đi du học. Tùy theo loại vé bạn chọn, hãng bay và lịch trình bay mà bạn có bao nhiêu kiện hành lý. Ngoài ra, bạn có thể mua bổ sung thêm nếu cần thiết. Các bạn nên tìm hiểu kỹ về điều kiện vé cũng như là điều kiện hành lý của mình trước khi thanh toán. Thông thường, mỗi học sinh khi đi du học sẽ được mang theo 2 kiện hành lý với tổng cộng là 46kg, được chia đều cho mỗi kiện là 23kg, cùng với một vali xách tay và một ba lô nhỏ, với tổng số ký xách tay sẽ là 7kg. Như vậy, mỗi du học sinh có thể mang theo tối đa là 53kg. Hiện nay, hành lý được chia thành 2 loại. Hành lý ký gửi, hành lý xách tay. Hành lý xách tay là đồ mà bạn mang theo bên mình khi lên máy bay. Hành lý xách tay chính không được vượt quá kích thước là chiều dài 56cm, chiều cao là 36cm và chiều rộng là 23cm với trọng lượng thông thường sẽ là 7kg. Mỗi hành khách được phép mang theo một hành lý vali xách tay và một túi xách khi lên máy bay. Hành lý này bạn sẽ được tiếp viên hàng không hướng dẫn để vừa chỗ trống dưới ghế ngồi trước hoặc để vừa trong ngăn đựng hành lý bên trên. Chính vì vậy, bạn nên lựa chọn loại vali mini có thiết kế nhỏ gọn và dễ dàng di chuyển. Bạn có thể lựa chọn một chiếc vali nhựa hoặc vải tùy theo sở thích của bạn. Hành lý ký gửi là dạng hành lý chứa những đồ vật nặng, cồng kềnh mà bạn phải ký gửi ở gầm máy bay sau khi làm thủ tục check-in. Hành lý sẽ được băng truyền đẩy ra xe cho nhân viên bốc lên khoang gầm của máy bay. Bạn sẽ nhận lại khi kết thúc chuyến bay và hành lý sẽ được nhân viên sân bay vận chuyển đến băng truyền lối ra của bạn và bạn hãy đợi để lấy chúng nhé. Hành lý ký gửi được chia ra làm nhiều loại gói với mức giá khác nhau 15kg, 20kg, 25kg, 30kg, 35kg và 40kg. Vì lý do sức khỏe và an toàn, mỗi kiện hành lý ký gửi không được vượt quá 32kg hoặc tổng kích thước 3 chiều, dài, rộng, cao, không được vượt quá 203cm. Vì có thể di chuyển trên một chặng đường khá xa, nên hành lý tư trang ở trong vali sẽ khiến cho bạn cảm thấy không an tâm nếu vali không đảm bảo được tiêu chuẩn. Vậy với những tiêu chí bên dưới đây sẽ giúp bạn tìm kiếm được một vali phù hợp nhất. Đó là chất liệu tốt, điển hình là loại vali được làm bằng vỏ nhựa cứng với một kích thước phù hợp và được trang bị khóa an toàn. Bạn nên chọn vali có bánh xe xoay 360 độ vì điều đó sẽ giúp các bạn dễ dàng vận chuyển hơn với chất lượng tốt và giá cả phải chăng. Việc mang đầy đủ các giấy tờ cần thiết là một trong những bằng chứng thể hiện mục đích nhập cảnh rõ ràng của du học sinh để các bạn làm thủ tục nhập học tại trường theo như quy định. Những giấy tờ cơ bản các bạn cần mang theo bao gồm: giấy tờ cần thiết sẽ bao gồm giấy tờ học tập, giấy tờ cá nhân và vật dụng mang theo. Giấy tờ học tập các bạn nên mang theo thư mời nhập học, có thể kèm theo xác nhận đóng học phí cho trường. Bên cạnh đó là bằng tốt nghiệp, học bạ hoặc bảng điểm để làm thủ tục nhập học khi tới trường. Tùy theo yêu cầu của mỗi trường mà các bạn cần mang bản gốc hay là bản sao. Các bạn nên lưu lại dưới dạng file PDF hoặc hình ảnh trong điện thoại và laptop để cầm theo. Về giấy tờ cá nhân, các bạn nên mang theo hộ chiếu và visa nhập cảnh của nước mình theo học. Bên cạnh đó, các bạn nên photo, công chứng các loại giấy tờ tùy thân như giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, hộ chiếu. Và cũng đừng quên hãy mang theo hình thẻ 3x4 để sử dụng khi cần thiết. Kinh nghiệm là mang theo tất cả những gì liên quan tới nhân thân cá nhân và hãy lưu lại một bản sao y hệt như vậy ở Việt Nam cho gia đình. Những giấy tờ bằng tiếng Việt, các bạn nên dịch thuật sang tiếng Anh và công chứng. Do khối lượng hành lý được mang theo giới hạn, điều kiện khác biệt giữa nước ngoài và Việt Nam, học sinh chỉ nên mang theo những vật dụng mà bạn không thể mua tại quốc gia nơi mà bạn sẽ theo học. Và sau đây là những điều lưu ý sẽ giúp ích cho hành trang du học của các bạn. Các vật dụng mà các bạn có thể mang theo như quần áo, tốt nhất bạn chỉ nên đem theo quần áo cần thiết và đủ mặc. Tiền mặt và thẻ ngân hàng không được mang vượt quá 5.000 USD và các loại tiền tương đương. Bạn nên đổi tiền lẻ có mệnh giá nhỏ cho dễ tiêu xài. Nhu yếu phẩm như bàn chải, kem đánh răng, khăn, chăn, son giữ ẩm, kem chống nứt, vân vân. Đồ dùng điện tử, điện thoại, laptop. Bạn nên mang theo bất kỳ đồ dùng điện tử nào mà bạn muốn, ví dụ như laptop, iPad, đồ cắm sạc ba chui.
các vật dụng điện tử và sạc dự phòng. Theo quy định của các hãng bay, bạn phải cầm theo hành lý xách tay để dễ kiểm tra an ninh khi được yêu cầu và phòng chống cháy nổ. Và sau đây là những vật dụng liên quan đến vệ sinh cá nhân và sức khỏe, bao gồm một số loại thuốc cơ bản như thuốc nhức đầu, đau bụng hoặc thuốc dị ứng. Bạn cũng có thể mua dễ dàng tại hiệu thuốc, các siêu thị ở sân bay. Một bình nước không sẽ giúp bạn đựng được nước uống nếu muốn lấy từ sân bay. Món đồ cuối cùng đó là một chiếc gối cổ. Nhớ hãy chọn cho mình một chiếc gối cổ mềm và êm, cũng như là có nút gài hai đầu để dễ dàng đeo vào vali mà không cần phải cầm trên tay khi di chuyển. Các vật dụng các bạn không nên mang theo như giày dép, quần áo và mỹ phẩm. Đây là một trong những đồ dùng bạn nên mang theo càng ít càng tốt. Bên cạnh đó, những sản phẩm từ thịt động vật bao gồm cả đồ khô và đồ tươi, trái cây tươi, gia vị thực phẩm và hàng hóa khác. Những lưu ý quan trọng trên cũng đã khép lại bản tin du học ngày hôm nay của chúng tôi. Công ty New World Education rất hy vọng có thể đồng hành cùng quý vị và các bạn trên con đường thực hiện ước mơ du học của mình. Hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước cuộc gọi 1800 6577 hoặc truy cập website www.newworldedu.vn để được tư vấn và làm hồ sơ du học hoàn toàn miễn phí các bạn nhé. Quý vị đừng quên like, share và đăng ký kênh du học New World Education để đón xem những thông tin mới nhất về du học các nước. Thu Hòa xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.